Ok. Cái đâu cũng được hết. Xong chưa là cái chân mình dở nè. Mất kìa luôn. Đâu, xuống dưới đâu cho nó ngon coi. Đúng rồi. Quá vậy. Được rồi. Lại có thể xài cả cái kỹ năng cũ của mình. Không cần phải học cái mới của mình. Anh chỉ chỉ đường cho em đi thôi. Nhưng mà do